Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ ba mùa thường niên với sứ điệp tin mừng là lời kêu gọi của Đức Giêsu: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Xin cho chúng ta mở lòng lắng nghe lời Chúa để có thể sám hối, đồng thời xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội và trong từng gia đình. Trong tâm tình đó, ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên cánh tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô,
chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Thời đầu, Chúa đã hạ nhục đất Giê-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Giô-đan, vùng đất của dân ngoài. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng tăm tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiếm lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của họ hà hiếp, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an. Đó là lời Chúa. Chúa là chiều thiên ánh sáng và là đấng cứu độ tôi. Tôi còn sơ ái trong đời, Chúa là đấng phù hộ tôi, chở che tôi như thánh lũy. Đời tôi đâu có sợ gì. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm luôn, đó là được trong nhà ngài, mến yêu Chúa trọn đời tôi, hầu hương sự im đêm Chúa và chiêm ngưỡng thánh nhân ngài. Với niềm thành tin kêu khẩn, nguyện ngài thương xót độ tôi, nhân lời cầu xin thiết tha, gói trọn tất cả tình yêu, và lòng tôi luôn tự nhủ và luôn tìm kiếm nhân ngài. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Chloe cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói
là trong anh em có những luật điều như: tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kepha, tôi thuộc về Đức Kitô. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao? Quả vậy, Đức Kitô đã phải. Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Zebulun và Nephtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilê miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa bước vào mùa thường niên và chúng ta cũng bắt đầu được chứng kiến sứ vụ công khai của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài đã giáng sinh và sống ẩn dật 30 năm để rồi ngày hôm nay Ngài bắt đầu ra đi rao giảng tin mừng. Sống ẩn dật 30 năm để rao giảng tin mừng, cho nên cái bài giảng đầu tiên của Chúa rất quan trọng. Thế thì hôm nay Chúa đã giảng điều gì? Thưa, Chúa chỉ nói mỗi một câu thôi: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Bài giảng đầu tiên của Chúa chỉ có một câu như thế: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Ngài đã ẩn dật suốt 30 năm để ra đi rao giảng, mà giảng mỗi một câu: sám hối vì nước trời đã gần đến. Nghĩa rằng lời giảng của Chúa hôm nay chất chứa dường như là toàn bộ những gì mà Chúa muốn diễn tả sau đó. Sứ mạng chính yếu của Chúa đến trong cuộc đời này là để cứu độ con người. Khi con người phạm tội, đánh mất tình nghĩa với Chúa, thì Thiên Chúa đã sai con một của mình xuống để cứu độ con người. Và Thiên Chúa dùng nhiều cách thức khác nhau để loan báo chuẩn bị cho việc giáng sinh của ngôi hay. Nhiều vị tiên tri đã loan báo điều đó. Và khi con Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài cũng không vội vàng mà đã chuẩn bị suốt 30 năm để rồi ngày hôm nay Ngài đến nói với chúng ta mỗi một lời như thế thôi. Điều đó muốn nói rằng những gì mà Thiên Chúa làm cho con người có lẽ sẽ không thành toàn
nếu thiếu sự cộng tác của con người. Vâng, những gì mà Thiên Chúa dấn thân đi bước trước, nhập thể cứu độ, có lẽ sẽ không thể thực hiện được nếu về phía con người không có sự đáp trả. Chính vì lẽ đó mà Đức Giêsu đến nói với chúng ta mỗi một câu: Thiên Chúa đã làm tất cả mọi điều và Ngài chờ đợi sự đáp trả của con người. Cụ thể là hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Sự thực thì trước Đức Giêsu Kitô người ta cũng đã biết sám hối. Sám hối là thay đổi đời sống, thay đổi lối nhìn. Người ta cũng đã biết sám hối. Nhưng Chúa đến để nói với người ta một cách thức khác trong việc sám hối. Sám hối vì nước trời đã gần đến. Nước trời là hiện thân của Đức Giêsu Kitô, và hôm nay Ngài đi đến đâu thì nước trời đã xuất hiện đến đấy. Nghĩa rằng người ta sám hối không chỉ là thay đổi đời sống, không chỉ là sửa mình, nhưng trước hết là mở lòng ra đón nhận lời Chúa, và chính lời Chúa sẽ soi sáng cho người ta biết phải sám hối như thế nào. Lời ấy được tiên tri Isaiah ví như là ánh sáng soi vào trong tâm tối của những ai đang sống trong bóng tối của tử thần. Chúa đến mang ánh sáng cho con người, và rất cần mà Chúa đang đợi con người mở lòng ra đón nhận ánh sáng ấy. Chỉ có như thế con người mới đáp lại được tiếng Chúa, và chỉ có như thế thì công trình cứu độ của Thiên Chúa mới thực hiện được một cách viên mãn. Sứ điệp tin mừng rất ngắn, rất gọn nhưng rất quan trọng. Sứ điệp ấy vẫn không ngừng vang lên cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa đến để mời gọi chúng ta sám hối. Nghĩa rằng điều mà Thiên Chúa mời gọi vẫn còn nguyên giá trị trong ngày hôm nay. Đối diện với lời mời gọi của Chúa, ta cũng được mời gọi nhìn vào trong cái thực tại của đời sống mà chúng ta đang sống. Biết bao nhiêu tội lỗi đang còn hiện diện, mà cụ thể đó là sự chia rẽ. Đó là lý do mà trong suốt tuần lễ này, cả hội thánh chúng ta mời gọi đặc biệt cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh. Một sự hiệp nhất mà Chúa đến để xây dựng, nhưng do tội lỗi chúng ta đã chia rẽ lẫn nhau giữa người công giáo với người tin lành, người công giáo với người chính thống, người công giáo với người anh giáo. Chúng ta đã sống sứ điệp tin mừng không trọn vẹn, cho nên sự chia rẽ ấy dường như là một phản chứng rất lớn cho những môn đệ của Đức Kitô. Và hội thánh trong suốt tuần lễ này mời gọi chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Và trên bình diện nhỏ hơn, đó là các gia đình. Gia đình chính là hội thánh tại gia. Đó cũng là nỗi thao thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam chúng ta trong 3 năm bắt đầu từ năm nay. Chúng ta được mời gọi suy nghĩ cầu nguyện nhiều cho thực tại của đời sống gia đình. Và đó chính là hình ảnh của hội thánh tại gia. Hội thánh tại gia, nơi gia đình, đó là một cộng đoàn của hiệp nhất và của sự sống. Nhưng ngày hôm nay, sự chia rẽ đang len lỏi vào trong từng gia đình, làm đánh mất đi sự hiệp thông, sự hiệp nhất mà từng gia đình đáng lẽ có được. Do nên, đối diện với lời Chúa hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta thực thi sám hối như Chúa đề nghị. Có được như thế thì cái sự hiệp nhất mới trở lại với đời sống hội thánh và với từng gia đình. Trên điểm đó, chúng ta có một mẫu gương rất tuyệt vời cho chúng ta thấy thế nào là sám hối. Ngày thứ tư tới đây, chúng ta sẽ mừng lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại. Và thánh Phaolô dường như là một mẫu gương rất tuyệt vời cho chúng ta, vì Ngài đã sống được lời Chúa mời gọi hôm nay. Trước đây, thánh Phaolô đã là một người biệt phái rất nhiệt thành. Nhiệt thành bảo vệ tôn giáo của cha ông, cho nên Ngài đã coi những người Kitô hữu như những người lạc đạo, những người rối đạo. Và Ngài rất nhiệt thành đi tìm lùng về bắt để giết tất cả những người Kitô hữu. Và trên cái con đường đi Damas năm ấy, Ngài đã bị ánh sáng của Chúa soi vào trận tâm hồn,
Và chính lúc ngã ngựa như thế, Ngài mới nhận ra rằng những người Kitô hữu mà Ngài đang lùng bắt không có ai khác hơn chính là Đức Giêsu Kitô. Và Ngài đã ngộ ra rằng, vỡ lẽ ra rằng chính Đức Giêsu Kitô là đấng đến để nối kết dân ngoại với dân Do Thái, nối kết tất cả mọi người với nhau. Mà trong khi Phaolô thì đang đi tìm để lùng bắt những người ấy, được ánh sáng Chúa soi đường chỉ lối, Phaolô đã trở lại. Một cuộc trở lại rất thành tâm, rất thiện chí, để rồi sau này chính Ngài là người mới nói với chúng ta trong bài đọc 2, đề nghị với chúng ta hãy sống hiệp nhất, yêu thương nhau, đừng để thân thể Đức Kitô chia rẽ một lần nữa. Sứ điệp tin mừng hôm nay vẫn còn vang lên. Ước gì khi ta lắng nghe lời Chúa, ta thực thi lời ấy cụ thể trong đời sống gia đình. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, đời sống gia đình của từng người không thể thiếu những hiểu lầm, những bất trắc xảy ra. Đối diện những hoàn cảnh đấy, chúng ta khoan đổ lỗi cho nhau, chúng ta khoan đi tìm sự đúng đắn về phía mình. Nhưng tất cả mọi người được mời gọi hãy nhìn về Chúa, hãy ngồi lại với nhau trong nguyện cầu, trong lắng nghe lời Chúa. Không nhìn nhau nhưng nhìn về Chúa và lắng nghe lời Ngài trong giờ kinh nguyện. Chính lời Chúa, chính những giờ kinh nguyện như thế, Chúa sẽ soi sáng để rồi chúng ta tìm lại sự hiệp nhất, bắt đầu từ gia đình và lan tỏa ra giáo xứ và khắp nơi trên bình diện giáo hội. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha biết tâm vô cùng từ biển trời đất. Tôi tin chính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Tôi xem Đức Chúa Thánh Thần chiều nam đời quan công chiều vì là con chiều đông mình trên cây thánh ca thế ta tan xa xuống ngục tổ tâm ngày thứ ba thời trong kề chiến mà sông đời lên trời từ lên núi Chúa Cha phép tâm vô cùng. Ngày sau tôi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này. Các thánh hồng công. Tôi tin phép thao tội. Tôi tin xác hai người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống đời. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là ánh sáng trần gian. Ai đi theo Ngài sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Với quyết tâm sống như con cái sự sáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Đức Kitô đã dùng các tông đồ làm nền móng xây dựng hội thánh và đã làm cho hội thánh lan rộng khắp toàn cầu. Chúng tôi hiệp lời cầu xin cho các giám mục, các linh mục, pho tế biết Chúa toàn sư mang Chúa trao cho và là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu kêu gọi anh em hãy sám hối và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu hiểu rằng sám hối là việc phải làm thường xuyên suốt cả cuộc đời nếu muốn được hiệp thông với Thiên Chúa, vì mang nay thân phận con cháu Adam.
con người rất dễ phạm tội mà khó làm việc nên. Xin Chúa nhân lời chúng con. Thánh Phaolô viết: anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta biết luôn cố gắng thực hiện trọn vẹn lời khuyên tha thiết của Thánh Phaolô tông đồ. Xin Chúa nhân lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương hải hà ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em hãy cầu nguyện đây, lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và biểu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng Thánh Thần mà thánh hóa, để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Hỡi ta, hỡi ta, Chúa là Thiên Chúa cả sao tinh, trời đất đầy vinh quang. Chúa trên cao tầng trời, chúng cùng đấng
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cân trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là hai linh hồn Maria, hai linh hồn Gioan Bautista, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện thánh cha cao xa, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho thần sư. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lòng và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội nhân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội nhân gian, xin thương xót. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội nhân gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. Ta ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Văn. Xin Cha ban ơn phúc âm hóa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng tin mừng cứu độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, môi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm giá của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia thật phù hộ gia đình chúng con vững vàng tình yêu trong mọi gian lao thử thách, và đảm bảo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình vào máu thánh Đức Kitô Con một Chúa, là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giáo sư có một thông báo xin thưa với cộng đoàn. Sau thánh lễ có các hội đoàn đứng ở cuối nhà thờ để nhận đóng góp cho quỹ phát triển giáo xứ. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.